Xin chào quý vị và các bạn. Trong hai ngày nay, do tác động của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp trên mực 1.500m, nên ở các tỉnh miền Bắc trời vừa mưa vừa rét, với mức nhiệt độ ở hầu khắp các nơi đều thấp dưới 22 độ. Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai, không khí lạnh và rãnh áp thấp tiếp tục tạo ra những cơn mưa rải rác ở miền Bắc. Nhiệt độ đêm nay vì thế vẫn thấp, ở Lào Cai là 16 độ, còn tại Cao Bằng và Lạng Sơn chỉ từ 14 đến 15 độ, Mẫu Sơn mức nhiệt độ còn chưa đến 10 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, thủ đô Hà Nội hay là khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức là từ 17 cho đến 19 độ. Sang ngày mai, khối không khí lạnh có xu hướng yếu đi, rãnh áp thấp trên mực 1.500m cũng không còn hoạt động mạnh, cho nên toàn miền Bắc sẽ giảm mưa, trời khô ráo hơn và nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh vùng núi là từ 17 cho đến 19 độ, còn vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội là từ 21 cho đến 22 độ, trời vẫn còn rét cả ngày. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 24 cho đến 26 độ. Trong đêm nay và sáng mai, khu vực phía Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh cũng là nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của không khí lạnh, cho nên tại đây có mưa nhỏ xuất hiện ở diện rải rác cùng với nền nhiệt độ thấp, hầu hết đều dưới 20 độ, gây cảm giác rét nhẹ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cũng giảm còn từ 21 cho đến 22 độ, trời se lạnh. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời mát mẻ với mức nhiệt từ 23 cho đến 25 độ. Sang ngày mai, cùng với xu hướng suy yếu của không khí lạnh phía Bắc, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn còn nhiều mây nhưng không còn có mưa và nền nhiệt độ tăng lên mức từ 24 cho đến 26 độ. Khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời có nắng về chiều nên nhiệt độ cũng từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận là những nơi không chịu tác động của không khí lạnh cho nên trời vẫn có nắng từ sáng và nhiệt độ ở ngưỡng cao từ 31 cho đến 33 độ. Lùi về phương Nam, cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong chuỗi ngày liên tiếp có nắng nóng trên diện rộng và tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Dự báo trong ngày mai, trên cả hai khu vực này trời tiếp tục có nắng từ sớm, nhiệt độ vẫn cao, ở khu vực Tây Nguyên là từ 33 cho đến 35 độ, những điểm nóng trên 36 độ, tập trung ở Kon Tum, Ayunpa và Cát Tiên. Trong khi đó, ở Nam Bộ thì gần như tất cả các tỉnh miền Đông đều có nhiệt độ cao từ 36 đến 37 độ. Còn tại các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cũng phổ biến từ 34 cho đến 36 độ. Theo dự báo, phải đến ngày mùng 7, mùng 8 tháng 4, những cơn mưa dông sẽ có xu hướng xuất hiện ở cả hai khu vực này vào chiều tối. Vì vậy, sẽ phần nào giảm bớt tình trạng khô hạn cũng như xâm nhập mặn đang xảy ra tại đây. Lưu ý các tỉnh thuộc ven biển miền Tây Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông kèm theo hiện tượng gió giật mạnh trong ngày 8 tháng 4. Vì vậy, bà con cần lưu ý gia cố lại đầm trại để tránh bị thiệt hại về tài sản. Chuyển sang thời tiết trên các vùng biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu cho nên trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc giảm dần xuống mức cấp 4 cho đến cấp 5, có lúc cấp 6. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc cũng hoạt động với cường độ ở mức cấp 4 cho đến cấp 5, cùng mưa xảy ra ít cho nên tình trạng biển ổn định, tầm nhìn xa tốt và tàu thuyền có thể lưu thông bình thường. Còn tại khu vực biển phía nam của Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cũng chỉ thổi với cường độ mạnh nhất là đạt cấp 4. Thời tiết ít mưa cho nên tầm nhìn thông thoáng, các hoạt động hàng hải cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân có thể diễn ra bình thường. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.